Hôm nay anh em về quê làm món gà Đông Tảo nhá. Khủng nhất của ông anh nhá. Đấy, còn hôm nay anh khoe giò lan nữa. Khủng này. 2 tỷ đó. Đấy. Đâu thì 8 thôi, 2 tỷ. Năm hồng xước nhá. Đấy. Nhưng hiện tại là hoa tảm rồi. Đây là cái mầm đang mầm gọi là ở đây chuẩn bị ra hoa. Ôi giời, lá này này, anh xem này. Nó hỏng hết này. Đây này, nước nhiều quá ủng hết lá là hỏng ấy. To sơ sơ thôi. Rồi anh em ra bắt gà Đông Tảo. Bây giờ anh em sẽ ra chuồng để bắt gà Đông Tảo khủng. Hôm nay làm mùng 2 tháng 9 nhá. Đây, vườn lan kinh khủng luôn. Nhìn thấy sao để đó sao lắm tiền lắm á, toàn đột biến không. Anh sẽ làm một con gà Đông Tảo siêu to khổng lồ. Anh cắm điện vào sáng đã. Đấy. Là chim hồi của nó. Đây, thế đây. Đây là ta bắt con to to bên này nhỉ. Đây đây, con 5 cân đây. Bắt nhá, bắt con này nhá. Thịt con này nhá. Thịt này. Ừ không, chú ưng chưa? Ừ rồi, ưng rồi. Đấy, 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 đấy. Đấy. Cặp chân khủng à. Đấy, đấy. Đấy. Gần bằng cổ tay của tôi rồi nè. Đấy, anh chỉ cho bằng cái cổ tay của anh thôi này. Đấy, gần bằng cái cổ tay của tôi rồi. Đấy, còn bây giờ tầm 4kg nhá. Anh em thịt ăn xong. Ok. Đây. Thấy chưa? Anh đang cây giống mình nữa này. Đây, mấy con tơ. Xem Ruby nó cống rồi, cắt tiếp. 20 phút thì anh em đã vặt lông và hoàn thành rồi này. Đấy. Chân siêu khủng. Đấy. À, cha. Ăn tạm nhỉ. Quá khủng. Đây, đây. Đấy. Ai chưa? Đấy, cặp chân lên thì đúng rồi. Xay càng. Chắc thôi. Món làm món gì đây? Luộc thôi. Cái luộc nguyên con. Luộc nguyên con à? Đó cái cổ. Đúng rồi, cổ tay luôn. Ấy. Ok. Ôi rồi, nguyên con. Đấy, nguyên con. Đông Tảo siêu to của nó rồi nha. Đấy. Cặp chân lên thì đúng rồi. Xay càng. Chắc thôi. Món làm món gì đây? Luộc thôi. Cái luộc nguyên con. Luộc nguyên con à? Đó cái cổ. Đúng rồi, cổ đây. Mới bỏ nước đây. Đây là lòng lợn ở đây này. Lợn rừng đây này. Đấy. Đấy. Về quê thế thì thôi. Đấy. Đấy, đây là đang ở quê đấy. Nồi ni thì coi như là hỏng mẹ rồi. Nồi nhỏ quá anh em ạ. Ôi bị ám lên lưng rồi kìa. Sợ không ôi. Ám thì quay lại tính không bị chi ám đâu. Không sao đâu. Bắn nhá. Nóng. Lấy cái đũa, hai cái đũa một góc nha mày. Nóng quá các bạn. Không được ạ. Ui không, kéo. Ấy đi, lấy cái quẹt đũa mà sợ. Đây tìm cái lòng này. Các cái miếng kia để trên mặt trên. Không dính nổi à, chả dính được đâu giờ á. Không dính đâu.
Ấy. Nồi nhỏ quá phải thay nồi nhá anh em ơi. Anh em chúng tôi bị dại lột con gà tốt quá. Gà hết nồi. Nhà chả có tiền mua nồi, có mua yêu là có tiền ăn gà đông tảo thôi các bạn nhá. À, dọa ấy, nhím hả? Cười đã rồi. Chắc đâu? Giờ tới chi à? Ôi giời. Ôi cái lòng con dày này. Ôi ôi, đã đời chưa? Đông tảo là còn lòng lợn lợn rừng nhá anh em nhá. Đây. Này, một chỗ con dày này. Làm này, ngon tuyệt vời này. Cũng hạ này. Trời ơi, cái ruột nó dày đi. Bóng. Ngon thôi rồi. Đấy. Chỗ bao tiếp bộ. Còn món tôm chuối nướng sa tế này nhá. Hôm nay về quê được chưa đãi nhiều quá, hôm nay là 29. Ở dưới quê nội. Đấy, mà trước khi ngày đấy là cái video đuổi chuột của tôi làm là cũng ở đây. Đây là món tôm nướng sa tế tôm chuối. Gà đông tảo, lòng lợn rừng. À và thịt trâu nữa. Ôi giời ơi, mày đắm món quá. Hay ra một cao ra. Vào đi. Đây. Đấy, cái trâu này. Cái con chim đặc biệt. Nhồi đi. Chim về lốc. Thơm không chim? Thôi quá. Đấy. Chuẩn bị đi là lên thớt. Lên vị. Quá tuyệt vời. Bây giờ đang xếp tôm gia vị rồi nha. Anh em nướng thôi. Hôm nay về quê ăn mùng 2 có 3 món. Là đông tảo này, lợn rừng này. Là tôm nướng sa tế với là thịt trâu. Thịt trâu cũng nướng đúng không? Là thịt trâu xào. Thịt trâu xào. À thịt trâu xào hoặc thịt lý. Làm đốt than xong. Cô đông có ý kiến nhiều không? Tao bỏ mưa tao ôm đít vỡ. Đấy, tí nữa anh em phải nướng tôm này. Đấy, hôm nay có 3-4 món. Gà đông tảo này, tôm sa tế này, thịt lợn rừng này đó. Lòng heo quay. Đau quá. Tôm đã lên. Tôm nó lên thôi. Úi giời, nó vàng một bên rồi này. Chỉ nhẹ thôi. Ở quê chỉ có mấy cái món ngư vấn thôi, chả có gì đâu. Các bạn ơi. Đồ rừng với là gà đông tảo với là tôm suối thôi. Anh em chúng tôi tiền thì không có nhưng mà ăn thì mọi người nhiều lắm cái thứ ăn ạ. Không có tôm hùm đâu. Không có tôm hùm ăn tôm sông. Hấp dẫn quá. Kéo dưới cứ hết hạ ơn. Ăn thế này lúc nào lúc chết rồi các bạn. Chờ ăn vào. Tôm này như tôm bữa sa tế đúng không? Đó, tôm sa tế. Sau một hồi 30 phút, tầm 30 phút đấy nhà lụa. Rồi đã chín rồi. Đấy. Đã đời cái chân này đấy. Đấy. Em tạm vậy. Lòng lợn rừng đúng. Theo quan cái lợn này xong rồi. Nhìn cái lòng nó dày nhỉ, xương. Nó dày. Con này phải hơn tạ đây nhỉ? Cảm thấy cái ruột dày đến cả phần đấy nè. Về quê nó có gà. Ấy chân. Còn cái kia nhưng mà gà nó tôm kê không không à? Tôm kê phong phú à? Tôm bây giờ nướng xong rồi này. Ăn à? Kiên thấy con à? Ăn đi. Làm con đi. Vừa chưa?
cay. Ngon không? Cay cay hả? Siêu cay. Làm con đi mẹ. À chà. Đấy. Đợt lòi đấy. Ồ, rất là căng thẳng cái nhãn này. Lòng dày này. Ra bế em. Gà nhập khẩu kìa. Gà nhập khẩu kìa. Gà không đầu, gà không đầu. Thái. Gà không đầu nhé. Thái bên trong con nho. Gà không đầu. Đây là món tôm xào đây này. Cũng sống hết nha. Đá chưa đấy? Vừa lai chim vừa đá đi. Không có live stream đâu. Nhưng mà không có tí tóc mỡ vào nhỉ. Cũng béo. Hả? Ba phủ. Tóc mỡ à? Tóc mỡ à? Tóc mỡ à? Chỉ là không có ăn tóc mỡ. À dạ. Đúng. Không. Đấy, đi là chuẩn bị xong một mâm. Anh em chúng tôi bây giờ chuyển sang họ bốc các bạn nhá. Đấy. Đấy, đây em gà đưa cho anh hai đi. Này có đây này. Ừ, đến là tiết mục. Tiết mục đây là tiết mục mới là. À đây này. Rồi các quả chân anh ơi. Dư. Đấy đấy, ông hai say với lốc đấy. Này nhà này, bình tĩnh đi. Ôi, rái này. Tí gì à? Không, đừng có tưởng cái gì nó to mà bảo là cái rái nó to mà người to là rái nhỏ, nguyên tắc của nó rồi. Này, rái con gà đông tảo 4 cân mà có bằng thịt tí này thì đạp được. Gì? Đang một cô lên. Ờ. Không. Chân nhầm đấy. Cái ga thôi, ngày xưa còn công lực cái giờ yếu rồi. Chặt lại cái ga đây. Đây nha, anh tắt một lát đi. À, hôm nay là Quốc Khánh nhỉ, chúc mừng đi. Đây. Người kia chỉ có tấm lòng thôi mà toàn lòng lợn với lại tôm tôm. Khoan ơi. Anh em mùng 2 tháng 9 bất diệt chưa? Đấy, thằng mùng 2 chín bất diệt. Giờ trên năm sau có mùng 2 mà. Với mình lúc nào là tên nào mùng 2. Con nướng sa tế này. Gà đông tảo này, thịt lợn lòi rừng này. Ăn chơi. Đấy. Ớt ngũ sắc này, rượu sâm này, ớt ngũ sắc này. Xôi cũng ngũ sắc luôn. Xôi một màu. Đây mời anh ạ. Ok, rồi anh ạ. Sao mặt tay biết ngay người bắt thương. Đấy. Cánh lóng truyền thống nữa. Ê. Ôi cái lòng, lòng con lợn rừng này. Hơi thơm một chút nhưng mà tương các bạn đúng không? Dày này. Đấy. Nó chối chấm lòng lợn siêu rồi. Vậy anh em nhá. Đấy, nó chấm muối hạt dối này. Làm lên một con tôm về lốc đi sáng. Em bên chào tụi nó tăng này nhá. Nó lừa rồi, nên tôi nó tàu gam nó ỏi mất rồi. Từ 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 kìa. Thì đấy. Thì đấy. Thì đấy. Thì đấy. Cười ngon đấy. Cái sao kìa chị có hoa mà. Hoa có thù.